chào mừng mọi người đã quay trở lại với Độc Lạc Kỳ Thú. Hôm nay trong video này, Độc Lạc Kỳ Thú sẽ nói về 7 loại nấm độc nguy hiểm nhất thế giới. Ở nước ta, năm nào cũng có hàng trăm vụ chết oan vì nấm. Nhiều người vì thiếu kiến thức về các loại nấm độc nên thấy nấm trông ngon ngon là thái về ăn chơi. Đúng là ăn nấm cũng ngon, cũng vui miệng thiệt đó. Nhưng cũng có những loại nấm sau khi ăn chỉ vài phút hay vài tiếng, nhẹ thì nôn mửa, tiêu chảy, còn nặng là ảo giác, điên loạn, thậm chí là đăng xuất khỏi trái đất luôn. Theo mình, nếu các bạn không hiểu gì về các loại nấm, tốt nhất là không nên ăn. Còn nếu bạn vẫn muốn ăn thì ra chợ hoặc siêu thị mua. Còn nếu muốn ăn nấm trong tự nhiên thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn biết những loại nấm không nên ăn. Nhớ là theo dõi để né xa thiệt xa những loại nấm này nhé. Nấm mô tán trắng viên xanh là một trong những loại nấm cực độc, không chỉ xuất hiện ở Việt Nam mà còn nhiều nước khác trên thế giới. Nấm mô tán trắng viên xanh có tên khoa học là Chlorophyllum mollidices, thường mọc đơn lẻ hoặc từng cụm ở những nơi đất mùn xốp tự nhiên như bãi cỏ, chuồng gia súc, ruộng bắp. Độc tố chính của nó là amatoxin có độc tính cao. Chất độc tác động lên nguyên sinh chất tế bào gây phá hủy tế bào, từ đó làm hư hại một số cơ quan tổ chức trong cơ thể. Triệu chứng nhiễm độc thường xuất hiện muộn, nguy cơ tử vong cao. Chúng ta có thể nhận dạng loại nấm này bằng cách nhìn vào đặc điểm của nó. Mũ nấm lúc còn non là hình bán cầu dài, màu vàng nhạt, có các vảy nhỏ màu nâu nhạt hoặc xám nhạt. Khi trưởng thành, mũ nấm hình ô hoặc trái phẳng, màu trắng, đường kính mũ 5-15cm. Nấm tăng bày có tên khoa học là Amanita muscaris. Đây là loài bản địa có khắp ở các vùng ôn đới và cận Bắc Cực ở Bắc Bán Cầu. Được coi là loại nấm hình dù mang tính biểu tượng nhất, nấm tán chiếc trùi và là một loại nấm lớn với lá tía màu trắng, thường là với mũ nấm đỏ với các đốm trắng và là một trong những loài dễ nhận biết nhất và được biết đến rộng rãi trong văn hóa dân gian. Vẻ ngoài của nó giống như những cây nấm trong truyện cổ tích chúng ta hay xem lúc bé, với mũ nấm màu đỏ, đốm trắng. Trái ngược phải lộng lẫy đó, nếu người và các loài động vật vô tình ăn phải loài nấm này sẽ bị trúng độc và có thể tử vong. Tác nhân gây độc chính trong nấm tán bay là Mercimo và axit ibotenic. Những độc tố kể trên tác động lên hệ thần kinh trung ương, gây kích ứng, buồn nôn, buồn ngủ, ảo giác. Thực sự nhìn vẻ bề ngoài màu sắc sặc sỡ như vậy, cũng mường tượng không thể ăn được rồi. Nếu quả thật có ai dám ăn cây nấm này thì mình thực sự phải bái phục. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Nấm đôi cánh thiên thần tuy không có màu sắc sặc sỡ nhưng ẩn chứa một mối nguy hiểm khó lường. Mối nguy hiểm đến từ hình dáng có vẻ như rất giống với những loại nấm có thể ăn được. Nấm đôi cánh thiên thần sinh sôi mạnh mẽ ở các vùng cây lá kim và các thân gỗ mục nát trong các khu rừng ôn đới. Ban đầu chúng được xem như một loài thực phẩm có thể dùng được, nhưng điều này đã thay đổi vì liên quan đến hai vụ ngộ độc thực phẩm bí ẩn ở Nhật Bản. Đặc biệt vào năm 2004 khi gần 60 người Nhật Bản bị ngộ độc vì ăn chúng, trong đó 17 người đã chết trong vòng 6 tuần sau đó. Các nhà khoa học hiện chưa thể xác định hết các độc tố có trong nấm đôi cánh thiên thần, một loại axit amin có trong nấm, tiêu diệt tế bào não động vật khi tiến hành thí nghiệm. Nhiều khả năng nấm cũng chứa nồng độ cyanua ở mức cao. Nấm bàn tay tử thần được phát hiện lần đầu tại Trung Quốc vào năm 1895. Loại nấm được gọi là san hô lửa này chủ yếu được bắt gặp tại châu Á gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và đảo Java, Indonesia. Đúng như tên gọi, loại nấm màu đỏ này có hình thù kỳ dị, giống bàn tay người. Còn về độc tố thì khỏi phải bàn, vì chỉ cần chạm vào chúng thôi cũng đủ để ta nhiễm độc. Độc tố của loại nấm này là một hợp chất gây ra những triệu chứng khó chịu và có thể dẫn đến tử vong sau vài ngày. Chất độc ảnh hưởng đến tất cả các bộ phận trong cơ thể, nhưng chủ yếu là gan, thận, não, làm suy giảm tế bào máu, khiến nạn nhân bị lột da mặt, rụng tóc, giống như bị nhiễm độc phóng xạ hoặc bệnh bạch cầu. Những loại nấm khác có thể ăn nhầm, chứ riêng nấm này, với hình thù kỳ dị của nó, tin chắc có cho tiền, bạn cũng không dám ăn. Nấm não có tên gọi khác là Phasmorel có hình dáng kỳ lạ như bộ não với nhiều nếp gấp. Đây là một trong những món ăn khá phổ biến ở bán đảo Scandinavia và vùng Đông Âu. Nấm não khá đặc biệt, loại nấm này có hương vị vô cùng tuyệt vời khi chế biến. Ê, nhưng mà dừng lại 2 giây. Có gì đó sai sai ở đây, là nấm độc mà hương vị tuyệt vời có thể ăn được. Từ từ mấy fan ơi, thực ra nấm này chỉ ăn được khi phải trải qua quá trình chế biến nghiêm ngặt để khử độc. Nếu ăn sống nó, bạn sẽ tử vong vì chất độc có trong nấm là gyromycin, khi vào cơ thể người sẽ chuyển hóa thành monomethylhydrazine. Độc tố nói trên ảnh hưởng chủ yếu đến gan, đôi khi tác động đến hệ thần kinh và thận. Người bị trúng độc có triệu chứng thường gặp như tiêu chảy, nôn mửa, chóng mặt, đau đầu. Trong trường hợp xấu nhất, người trúng độc sẽ hôn mê sâu và chết sau một tuần. Cứu tôi, trời ơi, chết tôi.
Và dù đã tuân thủ đầy đủ các bước nhưng chất độc của nấm có thể vẫn còn bên trong và tích lũy trong cơ thể theo thời gian nếu ăn thường xuyên. Ăn uống mà nguy hiểm như vậy, thà mình nhịn ăn cho lành đúng không các bạn? Nấm thiên thần hủy diệt. Chỉ cần nghe cái tên thôi là muốn đăng xuất khỏi trái đất, chứ chưa cần đề cập đến ăn hay không. Loại nấm này thường được tìm thấy trên mặt đất trong các khu rừng lá kim và ruộng lá hỗn hợp của Đông Bắc Nam Mỹ đến Mexico. Mũ nấm trắng mịn có thể đạt tới chiều cao trên 10cm và cây nấm dài lên đến 14cm và dày đến 1,8cm. Có màu vòng khuyên giống váy màu trắng tinh khiết ở phần phía trên. Gốc cây nấm có hình củ hành được bao phủ một lớp giống như màng. Nấm thiên thần hủy diệt là loại nấm cực độc, có khả năng phá hủy hoàn toàn cơ thể người với độc tố amatoxin. Các triệu chứng ban đầu sau khi ăn phải nấm bao gồm chuột rút, mê sản, co giật, nôn mửa và tiêu chảy. Độc tố amatoxin gây ra những thương tổn vĩnh viễn cho thận và mô gan. Tuy nhiên vẫn còn một cách khác để cứu sống người bị trúng độc, đó chính là ghép gan. Nấm mũ tử thần. Sau những trận mưa nặng hạt, một loài nấm đang bùng nổ khắp các vùng California tại Mỹ, thường mọc bên dưới những cây sồi trong rừng. Chúng khá lớn, màu sắc nhợt nhạt, trông rất an toàn đối với những người tình cờ trông thấy. Mà trên thực tế, loại nấm này khi nấu lên có vị khá ngon. Có điều vẻ ngoài ấy đã hoàn toàn che lấp bản chất thực sự bên trong. Vì đó là nấm mũ tử thần hay Amanita phalloides, một trong những loại nấm nguy hiểm nhất trên thế giới. Nấm mũ tử thần là thủ phạm trong phần lớn các trường hợp tử vong do ăn nấm tình cờ hoặc đầu độc có chủ đích. Ví dụ như nó có liên quan đến cái chết của hoàng đế La Mã, Claudius, một giáo hoàng và sa hoàng của Nga. Tác nhân gây độc của nấm là amatoxin, làm tổn thương gan và thận đến mức không thể phục hồi. Theo ước tính, chỉ cần 30 gram chất độc amatoxin, tương đương một nửa cây nấm là đủ giết chết một người trưởng thành. Độc tính của nấm mũ tử thần là không thay đổi, ngay cả khi bị nấu chín, sấy khô hoặc làm đông lạnh. Hiện tại vẫn chưa có phương pháp chữa trị triệt để nếu không may trúng độc. Vậy nên nếu có tình cờ gặp phải loại nấm này thì hãy chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn các bạn nhé. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích thì còn chần chờ gì nữa mà không cho Độc Lạ Kỳ Thú một like, share và đặc biệt là nhấn nút đăng ký kênh để Độc Lạ Kỳ Thú có thể ra thêm được những clip mới nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những clip Độc Lạ Kỳ Thú tiếp theo nhé. Chào tạm biệt!